Tòa tuyên chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của diễn viên Ngọc Trinh, tuyên buộc nhà hát kịch thành phố Hồ Chí Minh phải bồi thường cho bà Ngọc Trinh số tiền là 233 triệu đồng. Sáng nay ngày 11 tháng 7, sau nhiều ngày xét xử và nghị án, Tòa án Nhân dân quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án vụ kiện giữa nguyên đơn là diễn viên kịch nói Phạm Thị Ngọc Trinh 43 tuổi đối với bị đơn là nhà hát kịch thành phố. Theo hội đồng xét xử tại tòa, ông Trần Khánh Hoàng thừa nhận vào năm 2014, ông Hoàng với tư cách là giám đốc nhà hát kịch thành phố đã thỏa thuận với bà Ngọc Trinh về việc dàn dựng và biểu diễn các vở kịch. Như vậy, thực tế hai bên đã có sự thỏa thuận hợp tác với nhau về việc nhà hát kịch thành phố giao kết hợp đồng hợp tác đầu tư với bà Ngọc Trinh là đúng quy định của pháp luật. Về việc bản thỏa thuận hợp tác không có chữ ký, con dấu của bà Ngọc Trinh nộp cho tòa án. Tại tòa, cả nguyên đơn và bị đơn đều thừa nhận có sự thỏa thuận hợp tác với các điều khoản cụ thể nhưng chưa ký hợp đồng. Nội dung hợp đồng hợp tác này không vi phạm đạo đức xã hội, như vậy hợp đồng này có hiệu lực và các bên có trách nhiệm thực hiện hợp đồng một cách trung thực. Ngoài quan hệ đối tác, bà Ngọc Trinh còn là diễn viên của nhà hát kịch. Tại tòa, luật sư bảo vệ quyền lợi cho nhà hát kịch cho rằng quan hệ của bà Ngọc Trinh và nhà hát kịch thành phố là quan hệ người lao động, người sử dụng lao động chứ không phải là đối tác. Theo tòa, ý kiến này của luật sư là không có cơ sở. Việc bà Trinh có là viên chức của nhà hát kịch hay không không ảnh hưởng đến việc hợp tác giữa hai bên. Hội đồng xét xử nhận định rằng trong quá trình làm việc, bà Ngọc Trinh không chấm dứt hợp tác với nhà hát kịch thành phố Hồ Chí Minh. Ông Trần Quý Bình, phó giám đốc nhà hát kịch thành phố Hồ Chí Minh đã ký văn bản chấm dứt hợp tác với bà Ngọc Trinh, đồng thời chấm dứt hợp đồng lao động với bà từ ngày 1 tháng 11 năm 2014. Từ đó, tòa cho rằng nhà hát kịch đã đơn phương chấm dứt hợp đồng hợp tác với bà Ngọc Trinh, nhà hát kịch thành phố có lỗi trong việc chấm dứt hợp đồng hợp tác này. Trong quá trình làm việc, sự mâu thuẫn là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, việc chấm dứt hợp đồng hợp tác chứng tỏ các bên đã nóng vội trong hòa giải. Nhà hát kịch không thừa nhận việc hợp tác với bà Ngọc Trinh là không đúng, chưa chứng minh được bề dày lịch sử của nhà hát. Hội đồng xét xử nhận định. Xét yêu cầu khởi kiện của bà Ngọc Trinh là có cơ sở, tòa tuyên chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện về các chi phí bà đã bỏ ra để đầu tư cho các vở kịch là 233 triệu đồng. Ghi nhận sự tự nguyện của nhà hát kịch thành phố Hồ Chí Minh cho bà Ngọc Trinh tổ chức diễn các vở kịch tại nhà hát vào một ngày cuối tuần liên tiếp trong một năm. Việc hợp tác cụ thể do hai bên thỏa thuận. Như Tuổi Trẻ đã thông tin, năm 2014, ông Trần Khánh Hoàng, giám đốc nhà hát kịch thành phố Hồ Chí Minh đã thỏa thuận hợp tác với diễn viên Ngọc Trinh để dàn dựng và tổ chức biểu diễn nghệ thuật phục vụ cho công chúng theo phương thức xã hội hóa. Hai bên đã thỏa thuận miệng, bà Ngọc Trinh dựng 6 vở kịch, kinh phí 100% bà Ngọc Trinh bỏ ra, tổng doanh thu mỗi suất diễn trừ đi các khoản chi phí, lợi nhuận sẽ được chia theo tỷ lệ nhà hát 20%, bà Ngọc Trinh 80%. Tỷ lệ này sẽ được áp dụng cho đến khi bà Ngọc Trinh hoàn hết vốn đầu tư, thì chia lại theo tỷ lệ nhà hát 50% và bà Ngọc Trinh là 50%. Sau đó, hai bên không thỏa thuận được với nhau về các quyền lợi nên nhà hát kịch thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản chấm dứt hợp đồng hợp tác với bà Ngọc Trinh trong ngày 1 tháng 11 năm 2014. Diễn viên Ngọc Trinh khởi kiện ra Tòa Nhân dân quận 1 và yêu cầu buộc nhà hát kịch thành phố phải hoàn trả chi phí đầu tư 6 vở kịch đã biểu diễn, chi phí bù lỗ diễn viên biểu diễn, chi phí đầu tư kịch bản Tết năm 2015, tổng số tiền là 546 triệu đồng. Tại phiên tòa, bà Ngọc Trinh tỏ ra khá bức xúc và day dứt khi trả lời thẩm vấn. Lý do vì bà Ngọc Trinh cho rằng mình đã bỏ quá nhiều chi phí để dàn dựng, làm mới các vở kịch rồi đưa về nhà hát biểu diễn, nhưng nhà hát lại chấm dứt hợp tác một cách đột ngột dù nhóm kịch không vi phạm bất cứ quy định nào của nhà hát. Trong khi đó, ông Trần Khánh Hoàng, nguyên giám đốc nhà hát kịch thành phố cho biết ông đặt vấn đề sẽ ký hợp đồng hợp tác với bà Ngọc Trinh. Theo ông Hoàng, nhà hát đã soạn hợp đồng trình lên Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch để hợp thức hóa hoạt động của nhóm kịch Ngọc Trinh. Tuy nhiên, ông Hoàng nói rằng bà Ngọc Trinh viện lý do không ký hợp đồng và bảo để nhóm kịch tự hoạt động. Ông Hoàng và đại diện ủy viên của giám đốc nhà hát kịch là ông Âu Hoàng Khánh cũng không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của bà Ngọc Trinh vì cho rằng hai bên chưa ký thỏa thuận hợp tác. Yeah.